hôm nay 17 tháng 7, giá vàng thế giới đã tăng hơn 1 triệu đồng khi tiếp tục được thúc đẩy bởi kỳ vọng lãi suất. Trong nước, giá vàng nhẫn tiếp tục tăng. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Sau chuỗi ngày duy trì ổn định, vàng miếng trong nước có dấu hiệu biến động khi các cơ sở kinh doanh điều chỉnh giá mua vào. Giá vàng nhẫn trong nước vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi tiếp tục được điều chỉnh tăng. Hiện tại, giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu được niêm yết cụ thể như sau. Ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank tiếp tục bán vàng miếng ở mức 76,98 triệu đồng trên lượng. Vàng miếng các thương hiệu tại thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ở mức 76,98 triệu đồng trên lượng bán ra. Ở chiều mua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC giữ nguyên mức giá mua của ngày hôm qua là 74,48 triệu đồng trên lượng. Trong khi đó, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji điều chỉnh tăng giá, mua thêm 520.000 đồng lên 75,5 triệu đồng trên lượng. Công ty vàng bạc PNG niêm yết giá mua ở mức 74,48 triệu đồng trên lượng. Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý SJC lần lượt điều chỉnh tăng giá mua thêm 380.000 đồng và 300.000 đồng lên lần lượt 75,88 và 75,8 triệu đồng trên lượng. Giá vàng nhẫn SJC 9.999 được điều chỉnh tăng 300.000 đồng giá mua và 200.000 đồng giá bán lên 75,45 triệu đồng trên lượng mua vào và 76,85 triệu đồng trên lượng bán ra. Vàng nhẫn 9.999 thương hiệu Doji thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang mua vào, bán ra mức 76,25 và 77,5 triệu đồng trên lượng, tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều. Giá vàng nhẫn PNG tăng thêm 350.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán lên 75,5 đồng trên lượng mua vào và 76,9 triệu đồng trên lượng bán ra. Tại thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay 17 tháng 7 được áp dụng theo mức giá ở phiên điều hành chiều 11 tháng 7. Cụ thể, giá xăng E5 giảm còn 22.280 đồng trên lít. Giá xăng RON 95 được điều chỉnh hạ về 23.290 mức đồng trên lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm xuống mức 20.830 đồng trên lít. Còn giá dầu hỏa giảm còn 21.030 đồng trên lít. Giá lúa gạo hôm nay 17 tháng 7 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng nhẹ. Hiện gạo nàng nhen có giá niêm yết cao nhất 20.000 đồng trên kg, gạo jasmine 18.000-20.000 đồng trên kg, gạo nàng hoa 20.000 đồng trên kg, gạo tẻ thường dao động quanh mốc 15.000-16.000 đồng trên kg, thơm thái hạt dài 20.000-21.000 đồng trên kg. Với mặt hàng lúa, lúa IR50.404 giá dao động quanh mốc 6.900-7.000 đồng trên kg tăng 100 đồng trên kg. Lúa đài thơm 8 giảm 200 đồng trên kg ở giá 7.100-7.200 đồng trên kg. Lúa om 5.451 giá ổn định 6.900-7.200 đồng trên kg, tăng 100 đồng trên kg. Lúa om 18 có giá 7.000-7.200 đồng trên kg. Bạn thấy giá cả thị trường hôm nay như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính, bất động sản nhé!